Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Thì bây giờ video hôm nay á, mình đang đi đường và mình đang đến cái cầu Mang Gang nè. Thì cái cầu này á, nay là mùng 7 Tết nha. Mình sẽ quay lại bạn xem. Và cũng cảnh báo luôn các bạn là khi mà qua cầu á, mình sẽ đi cẩn thận. Tại vì cái cầu này nó bé lắm. Cái đường giống như là bị tốt lại á, các bạn thấy không? Lúc lên cầu á, thường cầu cũng vậy, nó bị tốt lại. Nhưng mà cầu này sẽ tốt lại nhiều hơn. Cho nên là nhắc lại xe máy á, mình đi cầu là mình sẽ thường lắng vào lề bên trái để không đi những cái xe lớn sau á. Cầu này tầm hai chiếc xe khách chạy ngang qua hay là hai bên là coi như là gần hết đường đi rồi, cho nên là rất là dễ gặp tai nạn ở những cái tình huống như thế này, nên mình sẽ lưu ý với bạn như vậy nha. Đó là phía trước nè, đây là cầu Mang Gang nè, đây là hướng của mình đang hướng về Phú Cường á. Hai bên đường đó là ruộng nè. Ở đây nó cũng có cái biển báo là yêu cầu chậm có hay có tai nạn á. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại sao cho mọi người xem nè. Đó, cái đường á người ta đi nè, không người ta sẽ tắt liền liền đó, phải không? Mình sẽ rẽ trái qua đường này, nó nguy hiểm như chỗ này lắm, tại nó hay bị thác nữa đó, nên là rất nguy hiểm.